2, đề 5, thực chiến đề lý. Chu kỳ dao động của con lắc đơn: A, chỉ phụ thuộc vào chiều dài con lắc; B, không phụ thuộc vào chiều dài con lắc; C, không phụ thuộc vào giao tốc động trường; và D, phụ thuộc vào giao tốc động trường. Thì ta có T bằng gì nhỉ? 2B căn của L trên G. Vì thế nó phụ thuộc vào cả chiều dài và cả giao tốc động trường. Vì thế ta chọn ý D. Rồi, chúc các em học tốt.